Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Vượng nhận cú đấm trời giáng trên đất Mỹ. VinFast phải triệu hồi xe vì lỗi nguy hiểm. Vào ngày 25 tháng 5, hãng Reuters đưa tin VinFast Việt Nam thu hồi lô xe điện đầu tiên đến Mỹ vì rủi ro an toàn. Bài báo cho biết nhà sản xuất xe điện của Việt Nam VinFast đang phải thu hồi tất cả các xe thuộc lô đầu tiên được vận chuyển đến Hoa Kỳ vào năm ngoái sau cảnh báo an toàn của chính quyền Hoa Kỳ. Động thái này được thực hiện sau khi Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ cho biết 999 chiếc xe VinFast 8 trong lô đầu tiên của VinFast bị lỗi phần mềm màn hình bảng điều khiển, khiến thông tin an toàn quan trọng không hiển thị và có thể làm tăng nguy cơ tai nạn. Thông tin xe VinFast VF8 bị lỗi phải triệu hồi được hãng Reuters đăng tải. Chính phủ Hoa Kỳ ước tính hơn 700 trong số 999 chiếc xe vẫn đang nằm trong tay VinFast và chưa được giao cho khách hàng hoặc dịch vụ đổi xe. Cũng theo phía Mỹ cho biết, vấn đề an toàn đã được ghi nhận 18 lần. Tuyên bố thu hồi được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi VinFast thông báo sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ. Thông qua việc sát nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt, phía Hoa Kỳ cũng cho biết VinFast sẽ giới thiệu một bản cập nhật phần mềm để khắc phục sự cố. Bản sửa lỗi phần mềm dự kiến sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 5, với các thư thông báo sẽ được gửi cho chủ sở hữu các xe. Thông thường một vấn đề nhỏ với thiết bị thông tin giải trí sẽ không gây lo ngại lớn. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng trong trường hợp của VinFast 8, vì đây là màn hình duy nhất trong xe. Vì được sử dụng thay cho cụm đồng hồ đo truyền thống, màn hình này hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ xe và đèn cảnh báo. Vì vậy, sự cố của màn hình được coi là một vấn đề mất an toàn. Tờ báo Jaoptik cũng đưa tin, VinFast báo cáo với phía Mỹ rằng trong lô xe 999 chiếc được chuyển đến Mỹ, chỉ có 111 chiếc xe được giao cho khách hàng. Số xe còn lại vẫn nằm trong kho của nhà sản xuất. Như vậy là xe VinFast thực sự chưa được tung ra thị trường với số lượng đáng kể mà đã xuất hiện lỗi lớn hàng loạt. Hồi tháng 2, VinFast đã hoãn giao hàng đến tay khách hàng tại Mỹ cũng vì lỗi phần mềm và họ tuyên bố đã cập nhật nó. Nhưng sau đó, phần mềm vẫn bị lỗi tiếp. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, đặc biệt là với khách hàng sử dụng. Khi họ đang lưu thông, thị trường Mỹ là sân chơi lớn, lượng tiêu thụ ô tô trên thị trường này cũng lớn. Tuy nhiên, đây là thị trường khó tính nên chỉ dành cho những thương hiệu nào đáp ứng được những yêu cầu cao của thị trường. Sân chơi này công bằng cho mọi thương hiệu, nó không bao che cho thương hiệu nào cả và không phải là sân chơi cho những doanh nghiệp làm ăn không tử tế, rồi dùng truyền thông để mà lấp liếm. Bán được hơn 100 xe là con số vô cùng nhỏ, nó chẳng nói lên được điều gì. Qua 2 lần chuyển xe đến Mỹ với tổng số chỉ gần 3.000 chiếc mà lại không tung ra thị trường được. Đây là một dự báo rất ảm đạm cho thương hiệu đỉnh đám số 1 này của Việt Nam, mặc dù nó được Đảng Cộng sản tầng bốc lên tận mây xanh. Số lượng xe tiêu thụ chưa tới 4% và vẫn còn đến hơn 95% là xe nằm trong kho và toàn bộ đều lỗi hết. Ông Phạm Nhật Vượng cần thay đổi tư duy kinh doanh, thoát khỏi chất độc của Cộng sản trong người thì mới có thể ra sân chơi thế giới. Sân chơi thế giới không có chỗ trong Phạm Nhật Vượng bịt thông tin. Tất cả mọi hành động mờ ám đều bị bêu lên mặt báo chí mà không thể che đậy. Ví như thông tin VinFast triệu hồi xe trên Reuters, ông Vượng không thể ép họ phải rút bài hay sửa bài như báo ở Việt Nam. Việc ông Phạm Nhật Vượng hối lộ phóng viên thử xe 10.000 đô la Mỹ cũng bị phơi bày mà ông Vượng không thể bịt miệng. Ra sân chơi thế giới, ông Vượng chỉ có cách để tồn tại, đó là sự tử tế, đó là trách nhiệm và là chất lượng đối với người tiêu dùng. Nếu bỏ qua một trong ba thứ đó, VinFast không thể trụ nổi trên thương trường với những ông lớn sản xuất xe trên. VinFast cũng cần vứt bỏ tính cộng sản như bao lâu nay mà học cách cư xử cho những người dân chủ. Đó là biết lắng nghe những lời nói nghịch nhĩ và thật tâm sửa chữa sai lầm, hoàn thiện sản phẩm của mình. Không có cách nào khác cả. Ra sân chơi quốc tế mà càng lươn lẹo, càng dối trá là càng chết nặng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vượng nhận cú đấm trời giáng trên đất Mỹ, VinFast phải triệu hồi xe vì lỗi nguy hiểm. Mới đây trên trang báo readthebooster.com cho biết VinFast đem xe trưng bày tại Thái Lan từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5 vừa qua. Nhân sự kiện Future
Asia được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc gia Queen tại Bangkok. Lần này, ông Phạm Nhật Vượng đem sang Thái Lan trưng bày hai mẫu xe là VF8 được xác định là cạnh tranh với Mazda CX-8 và mẫu VF9 là phân khúc cạnh tranh với Mazda CS-9. VinFast âm thầm mang xe trưng bày tại Thái Lan. Thị trường Thái Lan là thị trường khu vực Đông Nam Á. Tại đây, các thương hiệu ô tô Trung Quốc như MK là thương hiệu lâu đời của Anh Quốc nhưng nay thuộc về tập đoàn Trung Quốc và Bay cũng đang bán rất chạy. Thị trường Thái Lan là thị trường khó tính hơn thị trường Việt Nam, nhưng nó không đến nỗi khó tính như thị trường Mỹ. Vì vậy, xe Trung Quốc đã tìm được đất sống ở đây. Trong khi đó, người Tàu vẫn chưa thể xâm nhập được vào thị trường Mỹ. Thị trường Thái Lan là thị trường khá trung thực với thương hiệu VinFast, bởi vậy VinFast không thể sử dụng vũ khí yêu nước để mà tiếp thị. VinFast cũng không thể thao túng báo chí nơi đây. Muốn xâm nhập, ông Phạm Nhật Vượng cần quảng bá mạnh trên các tờ báo lớn tại Thái Lan. Nhưng không hiểu vì sao, lần này ông Vượng lại chọn cách ra mắt rất âm thầm đến như vậy. Người Việt Nam đang tị nạn và người Việt đang làm ăn sinh sống tại Thái Lan cũng khá đông. Đây là một bộ phận ông Phạm Nhật Vượng có thể đánh vào lòng yêu nước. Và tại sao ông không tận dụng điều này? Hay ông sợ người Việt Nam tại Thái Lan lại bóc phốt xe VinFast ngay trên đất Thái? Công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam không có gì. Vậy trong ruột VinFast thì có bao nhiêu phần là linh kiện hàng Việt Nam? Tại thị trường Đông Nam Á, xe điện Trung Quốc đã xâm nhập trước xe điện VinFast và họ đang có lợi thế tại thị trường Việt Nam, mặc dù họ là người đến sau so với VinFast. Hiện nay chưa có doanh nghiệp ô tô nào của Trung Quốc là thương hiệu toàn cầu, mặc dù có nhiều hãng có vốn hóa đôi khi còn hơn cả những thương hiệu toàn cầu. Như vậy, nếu VinFast muốn cạnh tranh với những thương hiệu toàn cầu như Tesla, Hyundai, Nissan, v.v., thì trước hết hãy tính đến bài toán cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc trước đã. Thương hiệu VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đã xuất hiện được 5 năm, trong đó có 3 năm sản xuất xe xăng và thất bại. Sau đó mới chuyển sang sản xuất xe điện. Có người cho rằng nếu ông Phạm Nhật Vượng định hình xe điện ngay từ đầu thì ông đã có thời gian cạnh tranh với xe Trung Quốc tại thị trường Đông Nam Á. Qua 5 năm làm ô tô, yếu điểm lớn nhất của xe VinFast là chất lượng. Có thể ban đầu xe không đạt được chất lượng, nhưng đã qua 5 năm mà chất lượng thì vẫn không được cải thiện. Thì điều đấy là tự sát. Muốn cạnh tranh với xe Trung Quốc, ông Vượng phải cạnh tranh với họ về chất lượng, về giá và về hậu mãi. Xe Trung Quốc xưa nay chỉ có lợi về giá, còn chất lượng và hậu mãi thì thường chưa có tiếng. Còn xe VinFast, liệu chất lượng và hậu mãi có gì khá hơn xe Trung Quốc hay không? Có ý kiến cho rằng về chất lượng và dịch vụ hậu mãi, VinFast cũng không khá hơn xe Trung Quốc. Tuy nhiên, VinFast lại bán giá quá cao. Cho tới nay, người Thái vẫn chưa cho ra thương hiệu ô tô riêng của họ, mặc dù họ có ngành công nghiệp phụ trợ ô tô vượt rất xa Việt Nam. Xe Nhật sản xuất tại Thái Lan luôn được đánh giá tốt hơn xe Nhật sản xuất tại Việt Nam. Điều đó đã chứng minh rằng năng lực sản xuất phụ tùng ô tô của người Thái rất cao. Không hiểu ông Phạm Nhật Vượng mang xe sang Thái Lan giới thiệu nhưng lại không công khai. Ông đang sợ điều gì? Sau khi Việt Nam bị chê là không sản xuất nổi một con ốc, thì công ty VinFast xuất hiện với nhiều người đã ngạo nghễ cho rằng Việt Nam hơn Thái Lan. Hơn hay không thì phải đợi thời gian trả lời. Tuy nhiên, người Thái họ không vội vã chạy theo danh hão để sớm nở, tối tàn. Có khi họ chậm đấy, nhưng họ đang có một nền công nghiệp phụ trợ chất lượng. Việc một thương hiệu thuần Thái nổi lên không khó. Tuy nhiên, nếu nổi lên mà không bằng được các thương hiệu toàn cầu khác, thì nổi để làm gì? Thực tế, không chạy theo danh hão, đó là thứ mà người Thái Lan hơn hẳn người Việt Nam cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin VinFast lén lút ra mắt tại Thái Lan. Không biết ông Vượng sợ điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de